Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp 19 giờ 45 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết là một số nội dung chính trong chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 20 tháng 1. Lãnh đạo tỉnh chúc Tết các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Quý Mão năm 2023. Công nhân lao động tại một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn vẫn đang tích cực sản xuất cho kịp tiến độ các đơn hàng mới đã ký kết. Trong phần tin quốc tế, Hàn Quốc sẽ nới lỏng quy định đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định, năm 2022 vượt qua những khó khăn, kinh tế xã hội của tỉnh có bước tăng trưởng khá, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra. Trong thành công ấy có đóng góp của lực lượng vũ trang tỉnh cho công tác đảm bảo an ninh, làm tốt công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí chúc mừng những thành tích của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trong năm mới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng như lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với các tình huống, đồng thời nỗ lực đảm bảo tốt công tác quốc phòng an ninh, góp phần để tỉnh thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục phát huy truyền thống, vai trò nòng cốt, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 và các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để nhân dân vui xuân đón Tết. Trước thềm xuân mới Quý Mão 2023, tại Đại đội 20 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, không khí chuẩn bị Tết cổ truyền của dân tộc đang diễn ra rất sôi nổi. Cán bộ chiến sĩ ở đây đang chuẩn bị vui xuân đón Tết nhưng vẫn đảm bảo làm tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Tết Quý Mão năm 2023, 100% cán bộ chiến sĩ đều đón Tết tại đơn vị, nên Đại đội 20 chú trọng tổ chức nhiều hoạt động để chuẩn bị vui xuân đón Tết. Gói bánh chưng đã trở thành một hoạt động thường niên không thể thiếu trong mỗi dịp Tết tại đơn vị. Những chiếc bánh chưng xanh được cán bộ chiến sĩ cùng nhau gói để tạo nên một không khí ấm áp trong những ngày Tết cận kề. Đơn vị đã thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định kế hoạch của trên về sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm các chế độ trực, đặc biệt là chỉ đạo đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức các trò chơi đan xen kể từ trước, trong và sau Tết để bộ đội được vui xuân, ấm cúng và đoàn kết. Để chuẩn bị cho ngày Tết, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động tập luyện văn hóa văn nghệ trước các trò chơi dân gian cùng nhau trang trí khuôn viên đơn vị. Những hoạt động này sẽ giúp cho cán bộ chiến sĩ dù đón Tết xa nhà nhưng vẫn cảm nhận sự ấm áp, tình đoàn kết gắn bó giữa chỉ huy với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Chỉ huy đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động phối hợp với đơn vị kết nghĩa như vệ sinh cảnh quan môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ với chi đoàn xã cũng như giao lưu các môn thể thao ngoài trời. Chúng tôi cảm thấy các hoạt động sôi nổi mang nhiều ý nghĩa thiết thực, tạo không khí ấm cúng vui tươi trong đơn vị. Với tinh thần vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã phát huy trí tuệ tập thể với nhiều ý tưởng hay của cán bộ chiến sĩ được thực hiện, tạo không khí vui vẻ ấm áp, góp phần làm vơi đi nỗi nhớ nhà, nhất là những chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết xa nhà. Đã từ rất lâu, hoa đào được xem như là biểu tượng của mùa xuân cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Hàng năm mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân lại nô nức đi sắm cho mình những cành đào đẹp tươi thắm sắc. Thú chơi hoa đào ngày Tết đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt. Với quan niệm màu đỏ thắm của hoa đào tượng trưng cho một năm mới tươi sáng, ấm áp, biểu tượng cho sự sinh sôi và phát triển. Chính vì vậy, việc có một cây đào hay một cành đào bày trong nhà vào dịp Tết đã trở thành truyền thống của các gia đình Việt từ bao đời nay. Thú chơi đào tuy bình dị là vậy, nhưng đôi khi lại rất cầu kỳ bởi nó thể hiện sự tinh tế trong tâm hồn của chính người trồng đào và người chơi đào. Trồng cây đào này thì rất cần sự đam mê, mà phải yêu nó thì mới được. Anh phải thổi cái hồn của anh vào được cái cây cả, thì nó mới ra cây được.
Cho nên là đôi khi cho người ta, bán cho người ta đi thì tiền thì mình lấy thật, nhưng mà rất tiếc, tiếc cái thế mình đã rất kỳ công để mà uốn xây nó. Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nói đến trồng đào thì nổi tiếng nhất vẫn là vườn đào phường Nông Tiến với những gốc cây cổ thụ được lấy về từ làng đào Nhật Tân, Hà Nội. Loại hoa có sắc thắm, cánh hoa kép, dày mà người dân rất ưa chuộng. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, người dân ở các nơi đều tin tưởng tìm đến làng nghề nơi có giống hoa đào số 1 này. Hoa đào ở Nông Tiến đẹp không chỉ bởi được trồng trên những thổ nhưỡng phù hợp, mà còn bởi nơi đây có truyền thống trồng đào từ rất lâu đời. Vài năm trở lại đây, việc mua bán trao đổi đào Tết cũng trở nên dễ dàng hơn khi người dân ứng dụng công nghệ, đặc biệt là sử dụng các trang mạng xã hội, nền tảng công nghệ số trong quảng bá và mua bán, nên người dân có thể dễ dàng chọn cho mình một cây đào ưng ý, phù hợp, mà không nhất thiết phải đến tận vườn. Tôi thì ở tận trong công đa đào viện, cây đây mấy chục cây, qua thấy cái vườn đào đây cũng ba cây cũng rồng cách đây vài năm ở khu vực này rồi. Nên là đi qua đi lại rất giấy những cây rất là đẹp và bác làm cũng rất là tốt. Qua đây cũng ghé qua chỗ bác để vào thăm. Tôi đã dùng điện thoại thông minh vào quảng cáo trên Facebook. Rất nhiều người đã biết ở vườn đào này. Cho nên đến giờ phút này ấy, vườn của tôi coi như là đã hết. Cứ mỗi dịp xuân sang, dù ở đâu ta cũng bắt gặp sắc hoa đào rực rỡ. Những cây đào bung nở, khoe sắc thắm là một biểu tượng đặc biệt cho mùa xuân, cho Tết Nguyên đán trong lòng mỗi người dân đất Việt. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Quý Mão. Để đảm bảo tốt công tác phục vụ, bến xe khách thành phố vẫn chủ động phối hợp với các doanh nghiệp bố trí dự phòng xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng ngày hôm nay, lượng khách đi và đến bến xe khách thành phố Tuyên Quang vắng hơn so với những ngày bình thường. Năm nay kỳ nghỉ Tết chia làm hai đợt, trong đó đợt đầu số lượng lớn học sinh, sinh viên các trường đại học đã về trước. Nhiều cơ quan trường học, khu công nghiệp tự bố trí xe tận nơi đưa đón học sinh, công nhân, viên chức về quê đón Tết, nên lưu lượng hành khách tại bến xe đã giảm hơn mọi năm. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã yêu cầu bến xe khách thành phố và các đơn vị vận tải cần xây dựng phương án bố trí xe dự phòng, xe tăng cường để phục vụ kịp thời khi cần thiết, huy động tối đa phương tiện phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Nhâm Dần. Đồng thời kết hợp với các lực lượng chức năng như công an thành phố và chính quyền địa phương, thanh tra Sở Giao thông Vận tải để giữ gìn trật tự an ninh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong và ngoài khu vực các bến xe. Trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Quý Mão năm nay, lưu lượng khách đi và đến qua bến xe thành phố Tuyên Quang không có sự gia tăng đột biến. Tuy nhiên, để đảm bảo tốt cái công tác vận tải hành khách trong cái dịp trước Tết, bến xe khách thành phố Tuyên Quang cũng đã chủ động phối hợp với các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp vận tải bố trí đủ cái cơ số xe để sẵn sàng phục vụ hành khách khi có nhu cầu, với quyết tâm là không để bất kỳ ai phải ở lại bến vì không có xe khách. Mặc dù lưu lượng người và phương tiện có tăng hơn so với ngày bình thường, nhưng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định. Dự báo trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao hơn so với những ngày thường. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị, nông thôn nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, kết hợp với tuyên truyền nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã xây dựng các phương án để phân luồng, hướng dẫn giao thông từ sớm, từ xa, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, hầu hết người dân đều có ý thức khi tham gia giao thông. Các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy sẽ tiếp tục được xử lý nghiêm. Ngày nghỉ lễ đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 37 nhìn chung so với năm ngoái là lượng người phương tiện đi lại ít hơn. Phòng cảnh sát giao thông có kế hoạch tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người phương tiện đi được an toàn thông suốt, không để xảy ra ùn tắc. Trên các tuyến quốc lộ chính ra vào địa bàn tỉnh, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xây dựng phương án và bố trí lực lượng túc trực tại các điểm thường xảy ra ùn tắc để kịp thời điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài, đảm bảo phương tiện lưu thông thông suốt trong những ngày trước, trong và sau Tết.
Trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông. Qua quá trình tuần tra kiểm soát ngày 29 Tết âm lịch, tuần tra tuyến đường quốc lộ 7 là không để xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông xảy ra trên tuyến. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục duy trì các tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nhằm kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thông báo số điện thoại để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão. Theo đó, người dân phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ùn tắc giao thông và các vi phạm khác như uống rượu bia khi lái xe, sử dụng ma túy, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, vận chuyển hàng cấm, nguy cơ cháy nổ, tai nạn giao thông. Đề nghị liên hệ số điện thoại, số di động 0995 676767 hoặc số điện thoại cố định 0692 342 608. Trong phần tiếp theo của chương trình, Tết này bản Mông xã Hùng Lợi huyện Yên Sơn vui hơn nhờ có điện. Nhiều mặt hàng giảm giá sâu dịp cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mặc dù đã là ngày 29 Tết, nhưng các cán bộ công nhân lao động tại một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đang tích cực sản xuất cho kịp tiến độ các đơn hàng mới nhận. Là một trong số các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp Sơn Nam, huyện Sơn Dương, nhà máy chế biến bột Barit của công ty trách nhiệm hữu hạn 27 tháng 7 huyện Sơn Dương những năm qua đã nỗ lực vượt khó, duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Ngay sau khi nhận được đơn hàng đầu tiên của năm 2023, cán bộ công nhân lao động tại đây đã bắt tay vào sản xuất để kịp tiến độ bàn giao cho khách hàng. Trong cái đầu năm mới thì là đơn vị cũng có cái đơn hàng là đầu tiên. Thế thì cá nhân của chúng tôi cũng là rất là mong muốn là khi cái đơn hàng đầu tiên này chúng tôi tập trung để sản xuất và để đảm bảo cái nhu cầu cho cán bộ công nhân viên và làm sao đó thì mong muốn là trong năm thì có nhiều cái đơn hàng như thế này. Cán bộ công nhân công ty đang tích cực lao động sản xuất trong niềm vui mừng phấn khởi chào đón năm mới Quý Mão. Niềm vui như được nhân đôi khi ngay trong tháng 1, công ty đã nhận được đơn hàng trên 3.000 tấn sản phẩm bột Barit xuất khẩu. Đây là tín hiệu tích cực trong năm 2023 của công ty sau hơn 3 năm sản xuất bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh và thị trường. Khi có những đơn hàng thì anh em công nhân rất phấn khởi khi sản xuất và để nâng cao cái thu nhập cho anh em công nhân, và cũng phải là mong là sẽ có rất nhiều đơn hàng như này nữa để cho anh em cái thu nhập đó ổn định. Công ty trách nhiệm hữu hạn 27 tháng 7 hoạt động trong lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản và xây dựng các công trình giao thông thủy lợi. Thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và sự bất ổn của thị trường đã khiến công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Doanh thu sụt giảm nhưng công ty vẫn đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động. Thời gian tới, công ty tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh, phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Năm mới đã đến, hoạt động sản xuất đã được khởi động. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ những khó khăn của năm 2022 sẽ là hành trang để các doanh nghiệp vững vàng phát triển trên chặng đường mới. Đồng hành cùng chính quyền địa phương trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hoạt động thiện nguyện, trong thời gian qua, nhiều tổ chức cá nhân, cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã chung tay ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ dân vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Là một trong những hộ nghèo của địa phương, cả hai vợ chồng đều không có công ăn việc làm ổn định. Được công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Lực hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mua vật liệu, gia đình anh Phạm Văn Hòa, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang đã thực hiện được ước mơ xây dựng một ngôi nhà mới thật kiên cố. Cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, gia đình, anh em bạn bè, đến nay cơ bản ngôi nhà của gia đình anh Hòa đã hoàn thành và năm nay gia đình anh được đón Tết trong ngôi nhà mới. Được công ty Linh Lực với lại ban ngành hỗ trợ để lên thì làm cố gắng làm cái nhà. Thì cảm ơn các ban ngành để với gia đình, những gia đình hộ nghèo như mình này, rất cảm ơn để làm cái nhà như này để phấn đấu làm ăn lên thôi. Trong những năm gần đây, phần lớn các đơn vị doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhưng với trách nhiệm và mong muốn cùng chia sẻ những khó khăn với chính quyền địa phương, với người dân,
đồng thời tạo động lực để các hộ dân sớm thoát nghèo, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Các đơn vị doanh nghiệp đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến tận tay người nghèo, người con cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách. Cái việc mà giúp đỡ bà con nhân dân an sinh xã hội này là cái việc thường niên hàng năm của chúng tôi, năm nào chúng tôi cũng làm để làm sao mà càng ngày càng góp được cái phần nhỏ bé của mình xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp hơn. Với những hoạt động ý nghĩa thiết thực của các doanh nghiệp đã góp phần cùng với chính quyền địa phương chia sẻ những khó khăn với người dân, tạo động lực để các hộ dân phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế ổn định. Đón Tết năm nay, nhiều hộ nghèo trên địa bàn thành phố Tuyên Quang được ở trong những ngôi nhà mới xây kiên cố. Điều này sẽ giúp cho các gia đình yên tâm phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đón Tết năm nay, gia đình anh Giàng A Cổ ở thôn 26 xã Kim Phú được ở trong ngôi nhà xây kiên cố khang trang thay cho căn nhà tranh vách nứa trước kia. Là một trong những hộ nghèo của xã, hai vợ chồng làm nông nghiệp, cũng chỉ đủ ăn. Tự làm một căn nhà xây kiên cố là điều xa vời. Được Quỹ vì người nghèo thành phố Tuyên Quang hỗ trợ 50 triệu đồng và được chính quyền địa phương, bà con lối xóm, anh em ủng hộ, giúp đỡ, gia đình anh đã xây dựng được ngôi nhà mới có diện tích sử dụng 60m² với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng Tết năm nay, nỗi lo âu vất vả của gia đình anh cũng phần nào được vơi bớt. Hỗ trợ thì mình cố gắng, tạo điều kiện mình cố gắng làm, vay mượn anh em một ít nữa, bảo anh em hỗ trợ một ít nữa. Thì nhà nước hỗ trợ 50 triệu nữa thì chắc chắn là sẽ đủ làm con nhà. Đấy, thì mới bảo cố gắng làm như thế. Và rất phấn khởi, chính quyền địa phương hỗ trợ. Năm 2022, việc vận động xã hội hóa trong triển khai hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo đã đem lại hiệu quả tích cực. Nhiều hộ nghèo đã được các tổ chức cá nhân doanh nghiệp hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở. Thành phố Tuyên Quang có 23 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ làm nhà và sửa chữa nhà ở với số tiền trên 1 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 11 hộ, mỗi hộ 50 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thành phố cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho 7 hộ nghèo vay vốn làm nhà với số tiền 280 triệu đồng. Đặc biệt, việc làm nhà được người dân trong thôn xóm cùng đoàn kết, góp công góp sức xây dựng đã giúp cho hộ nghèo an tâm hơn. Tôi đã kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động là đã trích một phần cái thu nhập hàng năm để đóng góp vào cái quỹ an sinh và cái tổ chức cái việc là làm công tác an sinh tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũng như thành phố Tuyên Quang. Chúng tôi đã hỗ trợ gia đình anh Bảo ở thôn ở xã Thái Long của thành phố Tuyên Quang số tiền là 50 triệu đồng để xóa nhà tạm. Và anh Bảo là một hộ gia đình là hộ nghèo của xã Thái Long. Thì cái thể hiện cái tấm lòng tương thân tương ái thì Ngân hàng Chính sách Xã hội ngoài công tác chuyên môn nghiệp vụ ra thì chúng tôi cũng làm thêm công tác an sinh tại địa bàn thành phố và cũng như tại địa bàn tỉnh. Với sự hỗ trợ của nhà nước, của Quỹ vì người nghèo và sự đoàn kết đồng sức đồng lòng của cộng đồng xã hội góp phần xóa đi những căn nhà tạm, nhà dột nát, xây nên những căn nhà kiên cố, thắp lên niềm tin, sự an tâm cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến xuân về. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là một cái Tết đặc biệt với 300 hộ dân tại những thôn bản khó khăn nhất của xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn. Bởi lẽ bà con nơi đây được đón xuân trong niềm vui có điện lưới quốc gia. Điện đã về với bản nghèo Bum Kẹn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Những ngôi nhà sáng ánh điện, cuộc sống cũng ấm cúng hơn rất nhiều bởi có điện lưới quốc gia. Có điện, Tết năm nay nhiều hộ dân đã mua sắm thêm nhiều đồ gia dụng, phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu. Nhà nước có công trình này đến với người dân, chúng tôi được thụ hưởng thấy rất vui. Cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền. Chúng tôi là con cháu Bác Hồ, được nhà nước giúp đỡ, kéo điện về cho bà con thì chúng tôi biết ơn rất nhiều, sẽ cố gắng làm ăn thật tốt. Công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho các thôn Tấu Lìn, Bum Kẹn, Khổi Ma với gần 11 km đường dây trung áp, 4 trạm biến áp, công suất 300 kV/A, 19,6 km đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư trên 27,5 tỷ đồng. Hoàn thành sau gần 6 tháng thi công, công trình được bàn giao đưa vào sử dụng trước 15 ngày so với dự kiến. Cấp điện kịp thời cho hơn 300 hộ dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đưa vào sử dụng trước sự vui mừng của bà con nhân dân là có cái sự quan tâm là rất là sát sao của cũng chính quyền địa phương, ủy ban nhân huyện Yên Sơn cũng như là ủy ban xã Hùng Lợi đã phối hợp công tác tuyên truyền, giải phóng mặt bằng và đặc biệt là cái sự
quan tâm và cái sự đồng tình ủng hộ của bà con đã tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu để đường điện được thông tuyến và đóng an toàn và phục vụ cho bà con. Bà con rất là vui mừng, phấn khởi vì là đã được kéo điện lưới. Đây cũng là một cái để tạo điều kiện cho bà con về cái phát triển kinh tế. Từ cái khi có điện thì sẽ về kinh doanh sản xuất mọi cái thì sẽ có nhiều cái thuận lợi cho bà con nhân dân. Điện không chỉ thắp sáng những vùng nông thôn mà còn góp phần phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống tinh thần của người dân ở đây. Có điện về bản là niềm vui lớn lao của các hộ đồng bào dân tộc Mông tại Hùng Lợi, tiếp sức cho bà con nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Và ước mong về một ngày bản làng người Mông nhiều đổi thay sẽ không còn xa. Hiện nay đang là thời điểm kết thúc mùa kinh doanh cao điểm nhất trong năm. Do đó, các cửa hàng lớn nhỏ, các siêu thị ở Tuyên Quang đã và đang đồng loạt đưa ra các chương trình giảm giá và khuyến mại hấp dẫn. Thị trường hàng tiêu dùng đang nóng hơn bao giờ hết bởi nhu cầu mua bán tăng cao. Tuy nhiên, trái ngược với sức mua thì giá cả của đại đa số các mặt hàng lại đang đua nhau giảm giá. Nắm bắt được nhu cầu về đồ tiêu dùng vào dịp cuối năm và xả hàng để thu hồi vốn, nên nhiều cửa hàng siêu thị ở thành phố Tuyên Quang đã đồng loạt giảm giá. Trong ngày cuối năm này thấy rất là nhiều cửa hàng giảm giá, cho nên là tôi cũng tranh thủ dịp cuối năm để đi mua sắm ít đồ cá nhân, rồi đồ gia đình. Ngày cuối năm tôi ra đi làm cả năm rồi thì bây giờ có cơ hội đi mua sắm, có rất nhiều sản phẩm giảm sâu, tôi thấy rất là tốt cho người tiêu dùng. Những biển hiệu quảng cáo này cũng có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ siêu thị, cửa hàng nào trong thành phố Tuyên Quang. Nhằm giảm tải một lượng hàng lớn tồn kho sau Tết, trong những ngày này, tất cả đều có nhiều chương trình khuyến mại, quà tặng hấp dẫn. Tại siêu thị này, lượng khách đến mua sắm tăng cao do nhiều mặt hàng giảm giá mạnh. Các chương trình khuyến mại giảm giá được triển khai dịp này đã khiến sức mua tăng mạnh. Thực ra trong cái dịp này cũng thực ra đi xem cũng thấy rất là nhiều mặt hàng có cái chương trình giảm giá rất là sâu cho khách hàng. Chúng tôi cũng tranh thủ và tận dụng cái cơ hội này để mua sắm cho gia đình và bản thân những cái món đồ rất là yêu thích. Cửa hàng chúng tôi thì cũng chuẩn bị thứ nhất là về hàng hóa để sẵn sàng phục vụ các quý khách hàng thân yêu của Tokyo Life. Khi mà đến với Tokyo Life thì đi đầy đủ size số, đầy đủ sản phẩm để cho khách hàng có thể tha hồ lựa chọn. Nhân dịp cuối năm này thì cũng muốn là khách hàng có những cái mặt hàng chất lượng và giá cả ưu đãi tốt nhất, nên là cũng có những chương trình sale rất là lớn. Việc đưa ra nhiều chương trình giảm giá sâu cho hàng hóa và dịch vụ là cơ hội tốt để kích cầu tiêu dùng, tiêu thụ sản phẩm, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh. Sau đây là một số thông tin về thị trường tiêu dùng trong nước. Giá heo hơi hôm nay 20 tháng 1, tức ngày 29 tháng Chạp, trên cả 3 miền đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Cụ thể tại các tỉnh miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động khoảng từ 51 đến 54.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá dao động trong khoảng từ 51.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Còn tại các tỉnh miền Nam, giá hôm nay dao động trong khoảng từ 51.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Trong khi giá cả các mặt hàng hoa quả, thực phẩm không có nhiều biến động so với ngày thường, thì thị trường Hà Nội 29 Tết Quý Mão, giá hoa hồng lại tăng mạnh. Giá dao động ở mức khá cao, từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng một bông. Theo các nhà vườn tại Mê Linh và Tây Tựu, năm nay hoa hồng mất lứa khiến giá vào dịp Tết này tăng cao. Nhiều nhà vườn không có hoa để bán. Lượng người bán đông, sức mua của người dân giảm sút, khiến những người buôn cây hoa Tết như đang ngồi trên đống lửa. Theo nhiều chủ vườn, những ngày qua, những cây quất có giá từ 500.000 đến 800.000 đồng một cây là dễ bán. Trong khi những cây quất có giá cao trên 1 triệu đồng một cây thì sức tiêu thụ chậm hơn. Theo chia sẻ của nhiều người tiêu dùng, năm nay do kinh tế khó khăn nên trong dịp Tết này, nhiều gia đình buộc giảm tiền mua trời cây cảnh. Tin quốc tế, Bộ Tài chính Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt để đảm bảo chính phủ nước này không bị vỡ nợ. Đó là thông điệp được Bộ trưởng Tài chính nêu ra trong bức thư gửi đến những nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ ngày hôm qua. Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ sẽ tạm thời mua lại các khoản đầu tư hiện có và đình chỉ các khoản đầu tư mới của các quỹ hưu trí và người khuyết tật, quỹ phúc lợi y tế hưu trí. Cơ quan này cũng sẽ đình chỉ các khoản tái đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán chính phủ. Các biện pháp trên sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 6 để Quốc hội Mỹ có thời gian giải quyết vấn đề mức trần nợ công của chính phủ. Các số liệu tài chính liên bang cho thấy khoản nợ của chính phủ Mỹ đã tăng lên hơn 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ trong tuần này, vượt mức trần do Quốc hội Mỹ đặt ra trong lần tăng trần nợ công hơn một năm trước.
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo hôm nay 20 tháng 1 cho biết nước này có kế hoạch dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang với hầu hết các không gian trong nhà kể từ 30 tháng 1. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn áp dụng tại bệnh viện, nhà thuốc và trên các phương tiện giao thông công cộng. Theo hãng tin Yonhap, chính phủ Hàn Quốc trước đó cho biết có thể dỡ bỏ việc bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà theo từng giai đoạn, nếu ít nhất 2 trong 4 tiêu chí được đáp ứng. Các tiêu chí gồm xu hướng các ca nhiễm mới giảm, số ca bệnh nặng và tử vong giảm, khả năng đáp ứng y tế mạnh mẽ, tỷ lệ tiêm chủng cao ở những nhóm có nguy cơ cao. Phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ, Thủ tướng Han Duk-soo kêu gọi nhà chức trách địa phương cảnh giác trước sự gia tăng tạm thời các ca mắc COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ và sự thay đổi trong quy định đeo khẩu trang trong nhà. Ông kêu gọi người cao tuổi đi tiêm phòng. Hòa chung trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của nhiều người dân Australia gốc Á, Hội đồng thành phố Sydney của Australia đã tổ chức lễ hội sôi động kéo dài hơn 2 tuần với hơn 80 chương trình lễ hội đặc sắc, với mục đích là nhằm mang lại sự hứng khởi cho người dân cũng như tiếp thêm năng lượng cho hoạt động kinh doanh và làm nổi bật sự đa dạng văn hóa của thành phố. Từ một sự kiện thường niên của các cộng đồng gốc Á cách đây 27 năm, đến nay, lễ hội Tết Nguyên đán Sydney đã trở thành một sự kiện lớn và được thành phố đa văn hóa Sydney tổ chức hàng năm. Đồng thời, Sydney cũng trở thành nơi tổ chức đón Tết âm lịch lớn nhất ở ngoài khu vực châu Á. Theo kế hoạch, lễ hội Tết Nguyên đán Sydney 2023 sẽ tràn ngập các sự kiện vui nhộn, các hội chợ ẩm thực đường phố, những tiết mục âm nhạc và ánh sáng hoành tráng, các màn múa sư tử, đua truyền thống, lễ hội hóa trang náo nhiệt, các buổi biểu diễn sôi động và trưng bày nghệ thuật, lễ hội đèn lồng, dự kiến thu hút hàng nghìn người đến khu vực này. Chương trình thời sự trực tiếp tới nay đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.